Nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ghế của Ikea mình mới mua. Ghế này mình dùng để ngồi trên bàn làm việc. Giờ các bạn sẽ cùng coi nhé. Ồ, cái này không được dùng dao. Chắc mình dùng cái này ok. Yes. Okay.
Cùng màu. Các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.